Như chúng tôi đã thông tin, hội thảo thường niên mía đường quốc tế TTC vừa được diễn ra lần thứ tư tại thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng. Buổi hội thảo tập trung đông đảo các chuyên gia trong nước và quốc tế trong lĩnh vực mía đường, đặc biệt là các chuyên gia về nông học để chia sẻ kinh nghiệm đối phó với biến đổi khí hậu. Tuy nhiên, có vẻ đối tượng chính cần được nghe những thông tin này là những người nông dân trực tiếp trồng mía lại khá vắng bóng. Theo số liệu của Ủy ban Mía đường, tập đoàn Thành Thành Công đợt hạn hán và xâm nhập mặn vừa qua đã làm thiệt hại gần 65.000 hecta mía tại khu vực miền Trung và đồng bằng sông Cửu Long. Trong đó, các tỉnh miền Trung có đến 12.300 hecta mía bị thiệt hại trên 70%, còn lại 42.600 hecta cũng thiệt hại từ 30 đến 70%. Những thiệt hại từ vùng nguyên liệu đã làm cho sản lượng mía niên vụ 2015-2016 chỉ còn 12.700 tấn, sụt giảm 11% so với cùng kỳ năm trước. Theo đại diện Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Tây Ninh, những thiệt hại này không phải là một hiện tượng quá đột ngột, bởi nhiệt độ đã có xu hướng tăng lên từ 10 năm trở lại đây. Cái nhiệt độ là rõ ràng là nó tăng lên. Chúng tôi đánh giá rằng trong 10 năm nó tăng lên khoảng 0,5 độ C. Và đặc biệt là trong các cái mùa khô là nhiệt độ tăng khá cao so với cái mùa mưa. Chính vì vậy mà cái mùa khô là nó rất là khắc nghiệt. Chính cái những cái thứ hai là cái lượng mưa đó, là tuy nó không có giảm nhiều nhưng mà cái lượng mưa nó tập trung hơn và cái thời gian mùa mưa là nó ngắn hơn. Đây là cũng là một cái yếu tố nó tác động rất lớn đến cái sinh trưởng và phát triển của cây mía. Và chính những cái yếu tố biến đổi khí hậu đó nó dẫn tới là làm cho cái năng suất là tăng chậm, năng suất đường tăng chậm. Thứ hai là diễn biến cái sâu bệnh là nó phát triển rất là mạnh. Và đặc biệt là thứ ba là nó phải thay đổi các cái vùng sản xuất. Nghĩa là những cái vùng cao là trước đây là do cái biến đổi khí hậu nhiệt độ nó tăng lên đó, cho nên là cây mía phát triển rất là khó khăn. Trước tình thế này, nhiều doanh nghiệp trong ngành mía đường đã chủ động tìm giải pháp nhằm tránh tối đa các tác động từ thiên tai. Thậm chí với một số doanh nghiệp, đợt hạn hán và xâm nhập mặn vừa rồi mang đến nhiều cơ hội hơn là thách thức. Nhiệt độ tăng thì nó ảnh hưởng tới khả năng canh tác của cây trồng, đặc biệt là cây mía. Công ty phân bón Việt Nhật đã chú trọng đầu tư và hợp tác với nhiều chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực phân bón, cây trồng và thổ nhưỡng để triển khai các cái hoạt động như nghiên cứu, phân tích, khảo nghiệm, phát triển các cái sản phẩm mới phù hợp cho cây mía. Nhưng mà tôi cho rằng chính là nhờ cái bài học về biến đổi khí hậu ngày hôm nay mà các doanh nghiệp Việt Nam mới có cái chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu. Đó mới là cái hội thảo, cái chủ đề của hội thảo, và chúng ta thấy là các giải pháp mà chúng ta đặt ra rất là cụ thể. Làm sao tưới tiết kiệm nước hơn, làm sao cày sâu để mà cái rễ mía ăn sâu xuống để mà sử dụng nước ít hơn. Tất cả những cái giải pháp đó là chúng ta TTC đang tiến hành một cách đồng bộ và kiên quyết làm cho bằng được. Thì tới năm 2020 thì chúng ta sẽ chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu này. Tuy nhiên, với nông dân, những người trực tiếp chịu tác động từ biến đổi khí hậu thì sẽ khó mà nhìn nó như một cơ hội để tự chuyển đổi mình. Vì dù đã trải qua nhiều thay đổi, nhưng nền nông nghiệp của Việt Nam, đặc biệt là cây mía, hiện nay vẫn chủ yếu dựa vào mưa thuận gió hòa. Còn cách canh tác thì vẫn giữ theo kiểu truyền thống, vừa thấp về năng suất, vừa kém về chất lượng. Đơn cử như việc bón phân, người nông dân vẫn giữ quan niệm cứ bón nhiều là tốt, mà chưa nghĩ đến thời điểm nào bón phân mang lại hiệu quả. Trong khi mía đã vào giai đoạn tích trữ đường, lại đi bón phân kích thích tăng trưởng, cuối cùng cây mía thu hoạch cho trữ đường không cao. Chăm sóc mía đã vậy, việc bù đắp dinh dưỡng cho đất lại càng xa vời. Hiện nay chúng ta chưa coi trọng cái khoa học như là giống này, hay là sử dụng về nguồn phân bón hữu cơ. Chúng ta cứ sử dụng các cái phân bón vô cơ như là đạm, lân, rê thì làm cho đất chay đi, nó không có bồi bổ. Hàng năm chúng ta lấy bồi đất đi từ 70 tới 80 tấn đất, tấn mía, thì đáng nhẽ chúng ta phải bồi bổ lại, mà gần như chúng ta chỉ biết khai thác. Hay đơn giản hơn, như việc cày đất, người nông dân vẫn quen với cách cày sâu 3 tấc, trong khi kinh nghiệm tại các nước cho thấy phải cày sâu 6 tấc thì mới mang lại hiệu quả cao. Trước đây thì nông dân canh tác theo vấn đề quan điểm chủ quan của nông dân là cày chỉ có 3 tấc sâu. Bây giờ hôm nay thì chúng tôi đang khuyến nông sẽ cày 6 tấc sâu. 6 tấc sâu thì chúng ta khai thác tiếp cái lòng đất mà trước đây chưa khai thác về cái dinh dưỡng. Cái thứ hai nữa đó thì cái độ ẩm cũng như cái độ phát triển của bộ rễ nó chống được cái nó gọi là cái nắng cục bộ. Cái nắng cục bộ chừng 2 tuần hoặc 3 tuần thì cây mía vẫn có thể vượt qua được.
Một xu thế khác đang diễn biến khá nhanh trong nền nông nghiệp của Việt Nam là xu thế cơ giới hóa. Đại diện nông trường Thành Long cho biết, sử dụng các loại máy cày cải tiến hiện nay cho năng suất mía cao hơn so với trước từ 10 đến 15 tấn một hecta, trong khi thu hoạch mía bằng máy giúp tiết giảm đến 100.000 đồng một tấn so với thu hoạch bằng tay. Nhưng có phải người nông dân vẫn còn vô cảm với xu hướng này? Thực ra mà nói, các cải tiến trong canh tác và chăm sóc mía hiện nay chủ yếu được cập nhật từ các quốc gia có ngành mía đường phát triển mạnh như Thái Lan hay Brazil, và những kiến thức này không hề dễ tiếp cận với một người nông dân chỉ quen chân lắm tay bùn. Còn việc đầu tư và cơ giới hóa thì đòi hỏi phải có vùng canh tác tối thiểu là 20 hectare. Tự người nông dân thì không dễ để gom được một vùng diện tích lớn như vậy. Đối với cái thực hiện cánh đồng lượng mẫu lớn đối trên cây lúa đó thì phải nói rất là dễ. Bởi vì cái vùng trồng là khi mà nhập nước thì toàn bộ là lúa không. Cho nên chỉ cần mình liên kết nông dân lại là mình có thể triển khai được cánh đồng lớn. Còn riêng cây mía thì đó là cây trồng cạn, cho nên nó rất là nhiều loại cây khác. Mà đối với Tây Ninh thì ngoài cây mía ra thì nó còn có cây khoai mì, rồi các cái loại rau màu khác. Chính vì vậy mà để có thể nông dân bỏ các cái cây khác mà trồng cây mía, để chúng ta làm cánh đồng lớn thì bắt buộc phải đòi hỏi là chúng ta phải làm sao đem lại cái lợi nhuận cho nông dân cao nhất. Mà muốn làm được cái lợi nhuận cao nhất là phải đem lại cái làm cho nông dân thấy được cái hiệu quả để người ta không trồng cây khác mà trồng cây mía. Do đó cũng không quá khó để hiểu vì sao việc cải tiến trong canh tác chăm sóc mía là chỉ được các doanh nghiệp quan tâm nghiên cứu và đầu tư. Còn người nông dân muốn sử dụng được các cải tiến này thì không còn cách nào khác hơn là liên kết với họ.